Ngon con. Ủa, món này nè, món gì vậy? Nè, ăn miếng đi, xoài chứ món gì. Riết mày giống thổ dân quá, cái gì cũng không biết hết trơn á. Lu nó con đang có bầu, thèm chua cho nên ba mua xoài cho con ăn nè. Con dặn ảnh là mua me với mua mít chứ phải mua xoài đâu. Ừ, ăn ở đâu? Nè, ráng hết miếng đi. Ngoan nghe lời ba, ráng hết miếng này đi con. Ủa mà xoài gì vậy? Xoài lát. Trời đất ơi, đó giờ nghe xoài lát chứ làm gì có xoài lát. Xoài lát ngon, xoài lát ăn đi con. Vậy ông có ăn qua thử chưa? Chưa. Ông chưa thử xong kêu tôi ăn. Ba để ngoan trước coi có bị gì ba mới thử. Ừ, tôi không ngờ trên thế gian này còn tồn tại người tốt bụng như ông dữ vậy. Ôi trời, xoài gì đâu mà nó dẻo nhẹo, nó cứng ngắc vậy, ăn sao mà ăn. Thôi đi liếm à, liếm chắc nó cũng tèo lại phải không, liếm à. Rồi sao nữa? Thì cái xoài nó kế bên hồ cá trai, cái nó rụng xuống nó chảy ra sông. Nó có chảy ra sông chung với cái gì nữa không? Với mấy cục vàng á con. Hả? Tôi nhớ, tôi đâu có ngu đến nỗi phải bị lôi đầu ra, hãm hại như vậy. Trời ơi. Thôi mày ráng cho xong miếng này đi, ăn xong mày muốn gì ba cũng chịu hết, ăn đi. Bà thấy nó trồi lệnh bệnh dưới sông á cho nên bà lượm lên. Dưới sông hả? Ừ. Cái sông nó thông với hồ cá tra phải không? Ừ thì đúng rồi, cái xoài nó kế hồ cá tra,